Tiến hạt vàng năm 2023 mùa 2 Chương trình có sức hút, một sự lôi cuốn mạnh mẽ cho tất cả người Việt ở mọi thế hệ Được trở lại SBTN vào mùa 2 Với nhiều giọng ca từ khắp mọi nơi trên thế giới được gửi về Mời quý khán giả xem chương trình tuyển chọn những ai vào vòng bán kết Và chung kết cho Tiến hạt vàng năm 2023 mùa 2 Chương trình sẽ được trình chiếu trên SBTN, SBTN Go thứ hai hàng tuần vào lúc 7 giờ 30 sáng, 12 giờ 30 trưa và 8 giờ tối giờ California. Xin mời quý vị cùng đón xem. Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy tim với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, 8 tháng 6 năm 2023. Nước Mỹ đang cần hơn 10 triệu rưỡi người để làm những công việc mà không có người làm và cái chuyện lực lượng lao động thiếu ở tại nước Mỹ này liên quan đến chuyện dòng người di dân vào nước Mỹ, liên quan đến chính sách di trú của nước Mỹ. Những vấn đề nó tương quan như thế nào trong chuyện lực lượng lao động và chính sách di dân và những cái giải pháp như thế nào và nguyên ủy ra sao. Đó là chủ đề anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phê Long, kính chào khán giả SBTN. Thực ra chuyện này chúng tôi cũng đã nói nhiều lần trên uh, chương trình SBTN Morning cũng như chương trình Sấy Tin và nó là vấn đề môn thuở của nước Mỹ nếu không muốn nói là của cả thế giới. Uh, trước khi đi vào này nhắc lại quý vị nó như thế này. Uh, tất cả mọi thứ trên thế giới dù với bất kỳ lý do gì con người ta cuối cùng là gì sống chỉ để làm gì đi kiếm miếng ăn và sống đó là cái căn bản của con người và muốn có miếng ăn thì phải đi làm và muốn có đi làm phải có việc làm đúng không và cái này nó là quy luật của muốn đời chỗ nào có việc làm là người ta đi đến, đến cái việc làm không có việc làm người ta bỏ đi chỗ khác giống như cái người gì uh, uh, như người gì ở bên châu âu đó Người Zygant hả? di gan một cái gì? Người gì? Dominion gì, đó. Ừ. Dominion gì đó, đó Cũng giống như chỗ nào mà nếu chúng ta không phải làm việc Bohemian hết. Bohemian, dạ, yeah. cảm ơn anh Giống như nếu chúng ta không phải làm gì hết Chúng ta sinh ra cứ mỗi ngày là Thực phẩm trên trời rơi xuống Chúng ta ngồi chúng ta ăn chúng ta sống Nhưng mà cái chỗ nếu không bình yên Nó hỗn loạn Nó có chiến tranh chúng ta cũng bỏ chúng ta đi qua cái chỗ khác nó bình yên, đúng không? thì nói chung là bình yên để làm gì để ăn cho nó ngon bởi ở đây cứ sáng tôi ra là có ly cà phê rớt xuống có cái ổi mì rớt xuống nhưng mà tiếng súng nó rùng rùng lỗ tai tôi, tôi không ăn được tôi phải đi kiếm cái chỗ khác nó yên bình hơn rồi một thời gian chỗ nào nào tôi phải đi kiếm cái chỗ khác đó là chuyện muôn thuở thế thì bây giờ lao động cũng vậy di dân cũng vậy nó là giống như hàng hóa nó cũng phải trôi nổi theo những cái dấu giống như dòng nước nó chảy chỗ nào trũng nó xuống đúng không nay mai tự nhiên dưới đất đất đổ, u, u, lên cái chỗ nó nước nó lại xuống cái chỗ trũng càng nó không còn chỗ cao nữa không thì đó là một môn đời nhưng mà nước mỹ bây giờ nó bị cái kẹt đó là nó đang thiếu nó không có cái sự tự nhiên đó nó không có sự tự nhiên như tôi đang nói tôi vừa nói chỗ này nó ồn ào tại sao cứ phải ngồi đây trong khi chỗ kia nó yên bình thì là không qua được đó là sự liên hệ trực tiếp nếu không muốn nói là siêu trực tiếp giữa lực lượng lao động của Mỹ sự thiếu lao động của Mỹ và vấn đề di dân thì đây là một cái tình trạng gọi là tiến thoái lưỡng nan của nước Mỹ trong khi các doanh nghiệp khắp nước Mỹ đang ngày đêm vất vả để tìm người dẫn đủ công nhân để làm việc cho mình. Họ cần những nhân viên, họ cần những lực lượng lao động, thì họ không tìm ra được. Cho dù bây giờ là ngân hàng liên bang hạ lãi suất xuống zero luôn, cho dù bảo bây giờ anh vay tiền tôi còn cho thêm tiền tôi âm luôn nha, âm luôn á, ví dụ như âm <laughs> năm đi, anh mượn trăm đồng á, tôi không lấy lời mà tôi cho thêm năm đồng, đó. nhưng mượn về để làm cái gì? Tôi mở doanh nghiệp là không có người làm. Trong khi đó chính sách của chính quyền liên bang lại tìm cách kiểm soát cái lực lượng lao động đi vô. Thấy chưa? Trở lại dòng nước. Nó đang như thế này. Nó ở cái chỗ trũng này. Tự nhiên đất nó trồi lên. Nó chảy qua chỗ trũng khác. Nhưng cái chỗ trũng đó nó lại bị một cái vật gì đó nó cản. Hoặc là nó điều tiết đó. Thì đương nhiên chỗ này nó bị lụt. Đúng không? Nó lụt bởi nước nó không chảy đi được. Đó là tình trạng của Mỹ hiện nay Thì nói tóm lại là gì Doanh nghiệp Mỹ đang thiếu người làm Trong khi chính sách của Mỹ Thiếu hàng triệu người nha Hàng triệu người nha đó. Chính vì cái đó Nó làm cho Cái gì Lạm phát Và phần lời liên tục tăng Đúng không Không có đủ người làm Không làm ra sản phẩm được Nhiều Sản phẩm ít người ta đua nhau người ta mua thành lạm phát mà ông lạm phát mà ông tăng lên thì ông liên bang cũng phải tăng phân lợi để giảm bớt lạm phát đó là do chính sách di dân ngu xuẩn của chính quyền liên bang hoa kỳ tạo ra và nó do những người dân mỹ cử tri mỹ bầu những cái này lên không hiểu về tình hình chính trị không hiểu về cái sự tự nhiên mà tôi đang nói bầu cho họ bảo họ cản đi cả thành phần đó chúng tôi không cần biết cả vì lý do gì nha dù hợp pháp không hợp pháp không cần biết ở đây chúng tôi không đề cập đến vấn đề di dân hợp pháp hay bất hợp pháp chúng tôi chỉ đề cập đến lực lượng lao động tôi bầu ông long lên tôi muốn long làm sao cản trở cái đó cho tôi cho tôi đã nhưng mà chính nó hại tôi tôi trình bày như vậy đó là căn bản nên, xin mời anh tiếp tục vâng cái vấn đề được đặt ra là con người chúng ta không có thể nào mà chúng ta trói mình vào một cái ốc đảo hẹp trói chúng ta vào một cái thiên đường và chúng ta nghĩ rằng thiên đường nó kéo dài mãi mãi. Nhiều người di dân như chúng ta đến đất nước Hoa Kỳ này từ một cái đất nước vô cùng khó khăn không có tự do kinh tế, có vấn đề. Chúng ta định cư ở tại nước Mỹ, chúng ta tranh đấu, chúng ta học hỏi, chúng ta vươn lên. Khi chúng ta có tiền, chúng ta tìm vào những cái khu vực gọi là những cái khu vực gia cư mà gọi là à sang cả yên bình chúng ta sống và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta tìm được cái thiên đường của mình chúng ta không muốn ai đụng vào nhưng mà thế giới bây giờ nó không phải là như vậy cái công ăn việc làm của chúng ta đang có nó tùy thuộc rất rất nhiều cái yếu tố khác nhau trên xã hội và trên thị trường để mà cân bằng và phát triển xã hội cho nên chúng ta không bao giờ chúng ta nhắm mắt được cái chuyện rằng là cái công ăn việc làm của chúng ta ngay trong lúc này nó liên quan đến và nó chịu ảnh hưởng bởi hàng triệu quyết định hàng triệu người khác ở bên ngoài đó là một cái thực tế mà nhiều người chúng ta ngủ quên chúng ta không nhận ra thì trở lại câu chuyện những cái chính sách mà hoa kỳ bị kẹt trong cái vấn đề di trú này nó bị áp lực bởi những cái suy nghĩ của mà chúng tôi vừa mới trình bày của quý vị là những suy nghĩ bình yên trong ốc đảo chúng ta không nhận ra rằng cái thế giới thế hệ con cháu của chúng ta nó không chịu sanh con đẻ cái nó không chịu lập hôn nhân nó không chịu ra nó không lấy chồng lấy vợ gì cả thế thì người đâu để mà làm để mà nuôi chúng ta cho nên chúng ta áp lực lại các chính trị gia và các chính trị gia phải làm những cái điều mà đi ngược lại với cái sự vận động của xã hội và sự vận động của kinh tế là chính trị gia tìm cách kìm hãm cái lực lượng lao động. Thế thì ngay trước mắt, đương nhiên khi nhìn cái vấn đề về cái chuyện nhập cư, không ai muốn nghe cái chuyện bất hợp pháp. Nhưng mà trong cái chuyện bất hợp pháp này, thì nếu mà chúng ta thay đổi luật lệ để trở thành hợp pháp thì sao? Phải chăng rằng là cần có những cái giải pháp về di, di chú mà chúng ta cởi trói nó ra, biến nó thành hợp pháp để chúng ta giải quyết vấn đề lao động. Và khi đụng đến chuyện này thì vấn đề chính trị nó lại đi kèm. Tuy nhiên khi phân tích sâu vào chuyện này thì cũng có những cái vấn đề chúng ta cần phải nói để trước khi chúng ta đưa ra một cái kết luận. Thí dụ, người ta có những cái đề nghị. Thứ nhất là mở rộng cái con đường để cho các di dân vào Hoa Kỳ bằng những cái ngã hợp pháp khác nhau. Ngày trước chúng ta nghe đến chuyện những, tôi nói cái thời gian trước thời ông Donald Trump, có những cái người đi vào nước Mỹ theo cái dạng là seasonal, có người đi theo vụ mùa. Nước Mỹ đồng uh, kỹ nghệ nông nghiệp phải nó rất lớn nhưng mà không có thiếu thiếu nhân công thì người ta cho những cái vụ mùa những người công công nhân từ các quốc gia nam mỹ đi vào mỹ xin giấy phép đi qua mỹ làm nông nghiệp vài tháng rồi về nhưng mà cái chính sách đó nó bị hạn chế ở cái chỗ là mỗi một năm nước mỹ cần một triệu rưỡi người công nhân nông nghiệp trong cái thời gian trước năm 2017 nhưng mà các chính quyền của Hoa Kỳ chỉ giải quyết được hồ sơ là chỉ có khoảng chừng 100 ngàn họ giải quyết được hồ sơ đó thôi. Thì còn một triệu tư người, một triệu tư người lao động mà nước Mỹ cần, nó phải đi vào nước Mỹ bằng con đường nào đó. Đó là một cái thực tại. Thì đó là một cái vấn đề để chúng ta thấy rằng là cần người ta đưa ra đề nghị là phải mở rộng các con đường di trú vào nước Mỹ. Đó là một cái giải quyết. Thưa anh. Vâng. À, cái giải quyết đó người ta thấy nhưng mà không phải dễ là bởi vì mỹ chính quyền mỹ đã nhiều lần sử dụng cái gọi là hành pháp quyền hành pháp để mà tạm thời giải quyết nhưng mà sau đó nó bị chặn lại là bởi vì vấn đề di trú nó lại là do quốc hội chứ không phải do bên hành pháp quyết định đó là một cái trở ngại thứ nhất cái trở ngại thứ hai đó là hiện nay nó đang bị nước mỹ bị đó là vì không có đủ lao động vì lạm phát vì phân lợi cao mức tăng trưởng kinh tế không cao đúng không yep. một xã hội anh nó thiếu đủ thứ thì anh không thể nào phát triển được và rồi nó bị một cái gì nữa là cái người dân mỹ đó cái lực lượng lao động đó, vì nó không có người thay thế nên càng ngày nó càng lớn tuổi hơn nó già đi bây giờ tôi nói với quý vị nè mỹ đó, họ bảo là tôi nói hiện tại trong con số ví dụ là 65 tuổi về hưu đi nhưng mà ta đâu bắt về hưu đâu, đúng không? Anh có thể làm việc tới 70 tuổi, không ai nói gì. Nhưng mà rõ ràng cái anh 70 tuổi á, anh làm thêm 5 năm đó là bởi vì sao? Không có cái anh mà 18 tuổi có thế anh. Thì nhìn chung lại cái lực lượng lao động của anh đó, nó già, nó không thể hiệu quả được. Nó có kinh nghiệm đấy. Nhưng mà đó là những công việc phức tạp, của những công việc đồng án, cái công việc bình thường. Rõ ràng, tôi phải ở lại tôi làm thêm 5 năm bởi vì thiếu lao động. Còn nếu bây giờ tôi về nghỉ đó, cái thằng 18 tuổi đó vô, nó làm ngon hơn tôi nó khỏe mạnh hơn tôi đúng không đó là vấn đề thì có một số người đã lập luận về là bây giờ nếu một quốc hội không làm được chuyện này hay chậm chạp hay là vì lý do gì gì nó không làm được bây giờ chúng ta có chính sách làm sao khuyến khích cái lực lượng lao động đi làm nhiều hơn để bù đắp làm lâu hơn để bù đắp thành phần thiếu lao động thì nó trở lại cái chuyện là như tôi nói nó bị già đi nó già đi đâu có hiệu quả đâu đúng không? Người ta muốn lực lượng lao động nó phải trẻ Phải trẻ Còn bây giờ anh mà anh thiếu, anh bảo các anh này thôi ở lại làm thêm Làm thêm mấy năm nữa để thay thế Cái đó nó đi ngược lại cái quy luật tự nhiên đó. Thế bây giờ Có những cái cách nào để có thể giải quyết chuyện này? Có thể thôi Chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo Xin quý đừng rời màn hình SBTN cảm ơn quý vị vẫn trên màn hình đài chương trình SBTN sau đấy chúng tôi trở lại chương trình xoáy tin chúng tôi đang nói về cái tình thế gọi là tiến thoái lưỡng nam trong vòng luận quẩn vì chính sách ngu xuẩn về di trú của Hoa Kỳ tôi xin lỗi tôi dùng chữ ngu xuẩn bởi vì nó không bình thường nó như ngược lại tự nhiên nó như là ngược lại tự nhiên lắm thành ra nó cứ luận quẩn chứ mà nước Mỹ nó không khá được và tối ngày cãi nhau ba cái chuyện này và những tôi đã trình bày với quý vị rồi thấy không thế thì bây giờ người mỹ là sống lâu hơn ít đẻ biên giới bị giới hạn biên giới đây là tôi nó không phải là biên giới trên thực địa nha biên giới đây là cả bầu trời cả mọi thứ luôn tất tần tật các loại visa vì giới nói chung với người đi vào mỹ nó không có thì nó có những cách bây giờ vào mà cho vào luôn đó thì nhiều người không chịu thì nó có cách là tạm thời Thấy không? Ví dụ có thể cho vào Mà trước đây cho vào á, tạm thời Ở mấy tháng hay mấy năm xong anh ra Ví dụ ít con visa Guest program Nhưng mà cuối cùng cũng bị chống Là bởi vì sao thưa quý vị Người ta bảo mấy cái trò này cũng là những cái trò Cái là vô rồi cũng ở lại luôn Tại vì người ta biết một điều là gì Vô nước Mỹ khó một ngàn lần Thì ra khỏi nước Mỹ khó một tỷ lần Cho nên dứt khoát là không cho vô Không cho vô chị đây nha yếu tố chị ta biết rồi ở đây không nói yếu tố chỉ nói khía cạnh kinh tế cung và cầu thôi thì bây giờ có cách nào thanh long người ta đề nghị có cách nào mà giải quyết được chuyện này không à, thưa quý vị thì người ta đề ngoài gì? cái chuyện mà 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 mà, mà, mà gọi là, là tạm thời có cách nào khác nữa dạ yeah, người ta muốn là đưa ra nhiều cái chương trình để mà uh, đem di dân vào nước Mỹ mà có kiểm soát và chính quyền Biden trong thời gian vừa qua họ cố thực hiện này thực hiện cái điều này quý vị thấy rằng là cho phép là những người tư nhân có thể bảo lãnh những người di dân vào nước Mỹ chính sách đó đã có và thậm chí cho phép các công ty bảo lãnh người đi vào nước Mỹ à chuyện này chúng ta thấy cái rất là dễ dàng chúng ta thấy rằng là cái hậu ý của nó là các công ty đặc biệt là các nông trại thiếu người lao động kinh hoàng lắm thì bây giờ chính các nông trại là bảo lãnh người, trở thành một cái tổ chức bảo lãnh người đem người lao động đi vào cái chỗ của mình làm rồi những cái điều kiện nó như thế nào giữa họ thỏa thuận với những cái người lao động đó và chính phủ ủng hộ cho cái chuyện như vậy. Khi mà mở rộng ra những cái chương trình để cho cái chuyện di dân vào nước Mỹ để làm việc một cách hợp pháp, một cách dễ dàng hơn. Nhưng mà phải đi kèm theo là những cái chính sách mà những người mà vào bất hợp pháp phải gia tăng cái mức hình phạt lên rất rất là lớn để ngăn cản người ta, ngăn chặn người ta từ trong ý tưởng là không đi vào nước Mỹ bằng con đường hợp à, bất hợp pháp nữa, đi theo những con đường gọi là chính thức. Thì đó là một cái phương pháp mà được đề nghị. Thì trong cái chuyện này để mà người dân Mỹ hiểu được cái vấn đề cấp bách trong cái chuyện thiếu lực lượng lao động hiện nay thì chính nước Mỹ phải bỏ ra cái công sức để mà gọi là giáo dục dân chúng Hoa Kỳ nhận thức được rằng là mình là đất nước này đang gặp cái tình trạng khủng hoảng về lao động. Tình trạng khủng hoảng lao động này lại xảy ra giữa lúc hậu quả của cái đại dịch Covid-19 làm cho tình trạng lạm phát gia tăng. Và khi tình trạng lạm phát gia tăng thiếu lực lượng lao động, chính quyền liên bang phải dùng những cái giải pháp Và chúng tôi phải nói rằng là phi kinh tế, giải pháp phản động. Đáng lẽ là từ trước đến giờ chúng ta đều nghĩ rằng là chúng ta phải làm những cái biện pháp nào đó để nền kinh tế nó tiếp tục phát triển mà bây giờ người ta phải làm những biện pháp mà làm sao là giảm thiểu cái sự phát triển của kinh tế để không cần muốn thêm người để mà giảm xuống chúng ta đi ngược lại 100% thì vấn đề là người dân Mỹ cần phải hiểu là họ đang đứng trước tình trạng khó khăn, nguy nan như thế nào và người dân Mỹ cần phải có cái kiến thức để mà biết là mình phải lựa chọn cái gì cho cái đất nước này trong tương lai thưa anh. Vâng uh, Hồi nãy anh Long có nói cái chuyện là mở ra những cái chương trình để cho ta có lối thoát trừng phạt những cái người mà vào bất hợp pháp là nó rất đúng về mặt lý thuyết rất đúng là bởi vì anh chặn không cho tôi vào mà trong khi đây cần tôi cũng tìm cách tôi vào à em phải cho tôi có lối thoát thì thay vì tôi vào bất hợp pháp thôi bây giờ tôi xếp hàng tôi đi vào đúng không đúng không rất hay rất đúng nhưng mà thưa quý vị cái tiến trình đó nó cũng lâu vô cùng luôn hiện nay nước mỹ khi ông biden lên làm tổng thống đề nghị xin thêm năm ngàn tránh án di trú quốc không cho <laughs> thấy chưa bây giờ người ta vào nhà tôi bất hợp pháp đi cái cửa sau và không mai phải đi cửa trước xếp hàng đàng hoàng mà cái người ra mở cửa đó con tôi ra mở cửa đó nó mở chút cái nó mệt quá nó ngồi nó nghỉ nó nghỉ 10 phút sau đứng lên nó mở tiếp mà trong lúc nó nghỉ thì không có thằng thay thế lại cái nó cứ dài dài hoài mấy người kia ta đến đâu mà lại thì dài quá tôi cứ chọc quá sau tôi buồn <laughs> đó là vấn đề đang xảy ra hiện nay nó không có đồng bộ nói chung là tìm đủ cách người ta tìm nhiều cách và người ta đề nghị mọi thứ đều thất bại hết là bởi vì nó bị chính trị hóa và do cái cơ chế của nước mỹ tuy nhiên nó có một cách làm là thay đổi được hết nhưng mà làm không được luôn đó là gì anh biết không trao cái quyền quyết định chính sách di chú cho hành pháp chứ không đưa cho quốc hội bởi vì một cái chính sách mà do một cái tập thể nó làm như vậy đó nó sẽ không đi tới đâu khi mới bị bị chính trị hóa mà không phải chỉ vấn đề di chú không có nhiều vấn đề khác an sinh xã hội các vấn đề quốc phòng này kia tất cả đều quốc hội quốc hội làm thì nó ra cái chuyện là không tới đâu cả nhưng mà khổ cái muốn trao cái quyền đó cho bên hành pháp thì cũng phải là quốc hội quyết định thì họ lại không quyết định không không dám quyết định luôn mà nói chơi cho vui chứ không thể được bởi vì nếu mà đưa cho bên hành pháp làm nó dẫn đến cái chuyện độc tài tự hành pháp họ sẽ làm những cái chuyện nó sẽ sai trái đến mỹ thì đây là cái nét đặc trưng của dân chủ mỹ thành ra nó cứ là kẹt cho đó không có lối ra lối ra duy nhất đó cũng là do một tập thể không phải do quốc hội mà là do chính cử tri mỹ phải ý thức được cái chuyện này áp lực với các vị dân cử hoặc là bầu các vị dân cử nghĩ sao cho nó như là, là tốt cho nước mỹ và cử tri phải hiểu luôn nếu mà họ bỏ cái lá phiếu đó có lợi cho nước mỹ mà chúng ta không hài lòng chúng ta cũng đừng có trừng phạt họ chúng ta phải hiểu à anh làm cái điều này tôi không hài lòng nhưng mà điều này tốt cho nước mỹ tôi vẫn bầu cho anh tôi vẫn bầu cho anh đó mới là cái quan trọng còn á tôi biết anh làm cái điều này tốt cho nước mỹ nhưng mà tôi không thích tôi ghét tôi không bầu vì anh vì không vị dân cử nào dám làm ấy tôi mở ngoặt tí xíu ngày hôm qua tôi dự một cái cuộc họp hội đồng thành phố địa phương đây có một nghị viên khi mà đưa ra bỏ phiếu Nghị viên nói, tôi không hài lòng với cái mà cách làm hiện nay, mà tôi chưa có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng vì lợi ích của thành phố, tôi vẫn bỏ phiếu yes cho cái này. Tôi vẫn bỏ phiếu yes, bởi vì lợi ích cho thành phố, lợi ích cho cư dân. Nhưng tôi không hài lòng với cái chuyện này. Không? Cử tri chúng ta có bao giờ nghĩ được như vậy không? cái ly này nè nó bầu cho cái chuyện này nè, tôi không thích nhưng tôi biết nó bầu này có lợi cho tôi lợi nước mỹ ra lợi cho tôi và tôi không dân mỹ tại sao giờ cứ phát đi đổ thừa tùm lum hết đó tại sao lạm phát Tại thiếu lao động chuyện covid 19 chín chiến tranh ukraine nó là một phần có nhưng cái chính nó là một cái phần là do chúng ta thiếu lao động thưa thì khi thiếu lao động thì không có người tạo ra của cải mà không có thiếu của cải thì thì thứ quý vị giá nó tăng đó chúng ta cần phải mà ừ, những... chúng ta không biết đó lỗi chúng ta chúng ta đi và... đầu lỗi <laughs> và trong cái chuyện này đương nhiên trên chương trình này khán giả của chúng tôi là chúng ta người Việt Nam cộng đồng Việt Nam sống tại đất Mỹ chúng ta cần biết cái chuyện này và trong chuyện này chúng ta cũng phải suy trong cái quá khứ à, trước khi nói cái chuyện quá khứ thì chúng tôi nói có rất nhiều người chúng tôi đọc trong những cái comment về những cái bản tin liên quan về cái chuyện di trú Thí dụ như những cái bản tin nói về cái chuyện Ông Ron DeSantis đổ người di dân Lừa người di dân rồi đổ xuống California Nhiều người Việt Nam chúng ta rất là hạ hê Cái đám di dân bất hợp đốc. pháp này thế này thế nào Thế kia California là cái nơi thiên đường này kia Tại sao không dám nhận Quý vị phải lùi lại một tí Những người di dân đó là những người di dân hợp pháp ở tại nước Mỹ Họ được chính quyền Mỹ cho phép ở lại nước Mỹ Để chờ ra tòa thì như vậy là hợp pháp đúng không anh Dạ yeah. Họ đến người hợp pháp Họ đến họ gõ cửa biên giới và xin tị nạn chính quyền Hoa Kỳ cho vào Vậy là họ là người hợp pháp Theo Thay đồ số 8 Đúng không anh yeah. Đó là luật của nước Mỹ Chúng ta cần phải hiểu Thì trở lại câu chuyện Khi chúng ta nhìn vào lịch sử Việt Nam Khi nhà Nguyễn mở Mang bờ cõi về phía Nam Đâu có đủ dân để mà làm thì sau đó trong thời gian mà gọi là ở phía nam hỗn loạn với lại bên phía phía chân lạp là campuchia bây giờ và bên phía thái lan các chú nguyễn cho những người minh hương sống ở vùng hà tiên phú quốc và bây giờ họ trở thành cộng đồng những người việt vấn đề là gì khi muốn mở rộng bờ cõi hay nam mối cách khác hơn trong tình trạng muốn kinh tế mở mang chúng ta cần người lao động đi vào và chúng ta làm sao để chúng ta hài hòa cái chuyện đó trong vấn đề chính trị. Và khi nói đến vấn đề chính trị là chúng ta nói đến lá phiếu của chúng ta bỏ cho những chính trị gia nào có một cái nhìn phải nói là chính xác. Và cần phải có cái lá phiếu chính xác đó chúng ta phải tự trang bị cho mình những cái kiến thức. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Xoáy Tin ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui, bình an. Và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình